tại Thanh Xuân quay xếp giấy cho khách hàng để cấp đông. Như cái thùng to cỡ như này thì có thể đóng tới 64 hoặc 65 kg, đi tối đa 3 ngày. Nên là bà con ở xa có nhu cầu mua dế thì xin liên hệ với trang trại Thanh Xuân. Chuyển khoản để trang trại sẽ gửi xe ô tô về các cái bến xe, hoặc là bà con tiện bấm ở đoạn nào đó thì khi gửi xong trang trại sẽ nhắn tin điện thoại nhà xe tên xe để bà con liên hệ đó. Bán hàng toàn quốc, bà con lấy số lượng càng lớn thì giá càng ưu đãi, lấy một tạ trở lên thì miễn phí vận chuyển. Những bà con ở gần lấy ít thì qua trang trại lấy giúp, khoảng từ 15 cân 20 cân trở lên là trang trại có thể gửi được, nhưng ít quá thì nó không đi xa được, không đóng được hộp xốp. Đấy, trang trại Thanh Xuân có thể để cấp đông 6 tháng được, nên là bà con có thể lấy một lần bán lâu dài được. Cứ để nhân đông thì nó bảo quản rất là lâu. Mỗi một hộp này là nửa cân, trong một hộp thì có 5 gói nhỏ để bếp sẽ chia, bếp sẽ chia được suất dễ. Đĩa vừa thì một gói, đĩa to thì hai gói, dỡ ra rồi đóng vào thì rất là dễ. Về cách chế biến các món ăn thì bà con có thể truy cập website trang trại thanh xuân.com, trên đó trang trại có hướng dẫn cách làm nhiều món ăn thì con dễ. Bà con vào đó thì xem sẽ làm được nhiều cái món ngon với con dế này. Dế thì có hai loại, một loại dế thịt và loại dế trứng. Con dế trứng thì nó to, to hơn, nó có trứng bên trong, giá nó cao hơn một chút. Thì bà con có nhu cầu thì mua loại nào thì trang trại sẽ cung cấp loại đó. Số lượng càng nhiều thì giá càng ưu đãi, bán buôn bán lẻ giá khác nhau. Ngoài cung cấp dế thương phẩm cho các nhà hàng quán nhậu, trang trại Thanh Xuân cung cấp giống cho bà con để nuôi dế, có hợp đồng thu mua bao tiêu, giá cả cố định. Về cái giá cả hợp đồng mua bán thì trên website trang trại có niêm yết rõ ràng để bà con vào đó tham khảo cách nuôi, rồi là chuẩn cái gì phùng như thế nào. Trên website có đầy đủ hết. Thì bà con có nhu cầu nuôi thì vào đó tìm hiểu kỹ. Cái phần nào mà không hiểu hay là thắc mắc thì xin mời bà con gọi điện để trang trại sẽ tư vấn và trả lời. Trong website thực ra là có đầy đủ rồi. Đấy, còn nếu có phần nào mà không hiểu đó thì bà con gọi điện. Bà con ở xa có thể chuyển khoản để trang trại gửi chứng dế kèm hợp đồng hướng dẫn nuôi là bà con có thể làm được. Còn có điều kiện thì về trang trại đấy tham quan. Thì bây giờ là toàn tô bán từ xa, bà con bán hàng thì gửi xe về các bến xe thì trang trại sẽ cho người ra đón, cân xong rồi trang trại chuyển tiền vào số tài khoản của bà con luôn trong ngày, chứ không để ngày hôm sau. Còn bà con ở gần thì chở trực tiếp đến trang trại bán. Bây giờ mua bán nó rất là thuận tiện, ở đâu cũng có xe có bến hết. Cứ trang trại cứ từ 5 cân giấy trở lên là trang trại thu mua, càng nhiều càng tốt, có nhiều bán nhiều, có ít bán ít. Bà con có thể bán một tháng nhiều lần cũng được, mà bán một lần cũng được. Bây giờ là cái thời gian gần Tết cho nên là hàng đến hàng đi nó rất là bận rộn, thì trang trại thỉnh thoảng quay video
vừa là để quảng cáo vừa để hướng dẫn cho bà con, mong bà con là thông cảm. Nói chung cũng không phải MC nên nói năng thì nó cũng không hay, có vấn đề gì thì bà con thông cảm. Lấy trứng kèm vào cho gói vào túi đông riêng. Có rất nhiều loại dế. Về mùa đông bà con nuôi dế thì chỉ cần tăng nhiệt lên là dế vẫn cứ phát triển như bình thường. Thì cái con dế và trứng dế thì nhiệt độ càng nóng càng lớn nhanh, càng lạnh lớn chậm, đỡ chậm. Thì bà con muốn nhanh thì cứ chỉ cần tăng nhiệt lên là ok. Thì trong hướng dẫn thì cũng có hết rồi. Rất là tối muộn rồi. Cho cái túi nhỏ để ở đây. Hoa đào đã chuẩn bị bán hết rồi. Cần chỉ gói riêng vào cái túi nhông rồi. Đây là các cái cùng trứng dế. Đây là 50 cân dế nhưng mà vẫn còn thừa rất nhiều chỗ, rất là gọn. Đấy, thùng này có thể đóng tới 65 cân được. Đóng càng nhiều thì thời gian đi càng lâu thì nó sẽ giữ lạnh được. Cái nguồn hàng Tết rất lớn nên trang trại đã tích trữ rất là nhiều để cung cấp, không để khách quen phải thiếu hàng. Đang bán hàng mà gọi là không có thì cũng rất là dở. Để biết thông tin chi tiết thì xin mời bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con.